Bố mẹ lấy đâu ra tiền cho mày đi học? Thôi, ở nhà đi làm công nhân đi con ạ. Bọn nó đi làm toàn 6-7 triệu một tháng ấy kìa. Mình đã nghe lời bố mẹ để đi làm công nhân may hơn 1 năm qua. Mình có một ước mơ cứ nhen nhóm, có những bước chân cứ thôi thúc, hoặc có một hành trình vẫn mong mỏi. Mình muốn được đi học như các bạn, mình muốn một ngày cũng được tìm kiếm kho báu và hoàn thành hành trình ước mơ của riêng mình. Bố hiểu rồi, bố đồng ý. Cố gắng lên con nhé. Và mọi thứ đã được đền đáp xứng đáng. Tôi lại một lần nữa trúng tuyển vào môi trường mà mình mơ ước qua các khóa học liên ngành đại học quốc gia.